Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và có một vấn đề rất nhiều anh em lại cực kỳ bức xúc. Đấy, bây giờ lên kênh Riaki mình toàn thấy bức xúc. Sáng nay chúng ta bức xúc về cái vụ vòng quay AK dùng xanh bị cắt ngắn bớt thời gian đấy, nhưng mà chiều nay thì nhưng mà thực ra còn có một vụ nữa mà nhiều anh em khá là căng thẳng, đấy chính là việc là cái trong cái nhiệm vụ hàng ngày ấy, bên Nga Free Fire không hiểu sao lần trước đã sửa cái lỗi này rồi, lần này lại mắc phải. Đấy, ngày xưa tôi đi học ấy, cô giáo dạy là mình mắc cái lỗi sai gì ấy mình không nên mắc phải nữa, nhưng mà tôi chả hiểu sao bên Nga lại cho cái tích lũy nhận 2000 tiến độ linh này vào trong cái tuần 2 của thẻ vô cực đấy. Nhưng mà thực ra chúng ta phải thông cảm anh em biết sao không? Tại vì tháng sau là chúng ta đã xóa cái hệ thống thẻ vô cực đi rồi. Thế nên là bên Anna Free Fire thôi, cái hệ thống này nó cũng đã bị lỗi rồi, cho lỗi nốt tháng này. Đấy, cho lỗi nốt tháng này chứ thật ra là cũng không sửa nữa. Đấy, thực ra là cũng không sửa được nữa. Thế nên là đằng nào thì cái hệ thống nhiệm vụ hàng ngày và quà đăng nhập này sang đến từ mùng 1 tháng 1 2023 thì cũng sẽ bị xóa sổ. Đấy, chúng ta sẽ có một hệ thống mới để chúng ta tích cái điểm Buya để mua cái thẻ Buya Pass. Thế nên là cái hệ thống thử thách và quà đăng nhập này thì tôi nghĩ là nó sẽ sớm bay màu. Đấy, từ sau thẻ vũ cực mùa 55 này ấy, thì đến mùa sau chúng ta sẽ không còn thẻ vũ cực nữa mà chúng ta sẽ chuyển qua hệ thống thẻ Buya thì nó sẽ tối ưu hơn và nó sẽ xịn sò con bò hơn. Đấy, về cơ bản nó là như thế. Thế nên là bên Nga Free Fire thôi lỗi nốt tháng này. Thế anh em nào mà bị lỗi thì chúng ta cũng sẽ chờ bên Nga đền bù nhá. Bên Nga cũng sẽ sớm đền bù cho chúng ta. Anh em cứ yên tâm. Đấy, ok. Có một số bạn có nhắc mình là bên trong cửa hàng ấy thì nó có gói quy đổi mới, nhưng mà thật ra tôi cũng chả hiểu có gói nào gói mới nữa. Đấy, lâu rồi tôi không kiểm tra, hình như là có cái bộ đồ rùa rùa này là bộ đồ mới phải đúng không ta? Đấy, có phải bộ đồ rùa rùa này bộ đồ mới không? Anh em nào mà thấy bộ đồ rùa rùa này hay chiến binh rùa xanh này mà là đồ mới, anh em xác nhận ở phía dưới video này giúp tôi nhá. Đấy, tôi cũng chả để ý lắm tại vì lâu rồi tôi cũng chả để ý đến cái thẻ quy đổi này. Đấy, đầu chiến binh rùa xanh, cái bộ chiến binh rùa xanh này tôi nhớ là tôi nhận free ở bên server nước ngoài khá lâu rồi và bộ này tôi đã phải test cho anh em đâu đó từ nửa năm trước rồi. Đấy, lâu rồi, từ lâu rồi anh em ạ. Vì bộ này lần đầu tiên nó ra mắt ở bên server Brazil. Tôi nhớ nằm trong một sự kiện đăng nhập hay là sự kiện điểm danh hay sự kiện gì ấy, dễ lắm. Tôi lấy bộ này không mất tiền luôn. Đấy, không mất tiền. Đấy, không mất tiền, mình cứ chơi tự nhiên. Đấy, về Việt Nam thì nó cũng thành cái thẻ quy đổi màu đỏ. Anh em mà thích thì lấy. Đây, tôi cũng test cho anh em. Đấy, kể cả đồ đẹp đồ xấu ấy, mình đều test cho anh em hết. Tôi không quan trọng đồ đẹp đồ xấu, cứ có đồ là tôi test. Đấy, mình bởi vì sao ạ? Mình là người review có tâm mà anh em. Không quan trọng đồ đẹp đồ xấu. Đấy, đồ đẹp mình cũng test mà đồ xấu mình cũng test, không quan trọng nha anh em nhá. Đấy, miễn có đồ là mình test cho anh em xem thôi. Đấy, được không anh em? Mình cũng thế mà. Anh em còn chờ gì nữa mà không cho mình xin một like một subscribe. Nhưng mà nói thật là bây giờ chắc là anh em mà muốn anh em like subscribe chắc là mình phải tặng kim cương, tặng gift code cho anh em. Đấy, nhưng mà riêng kênh tôi là không bao giờ tặng. Đấy, riêng kênh của mình là mình không tặng kim cương, tặng gift code. Thế là nhiều anh em bảo ôi dù xem kênh của thằng Ri để làm cái gì và có tác dụng gì đâu. Đấy, tôi gắn quả ba lô mai rùa vào, anh em thấy được của nó không? Ba lô mai rùa rất phù hợp luôn. Đây cũng là cái ba lô cực kỳ cổ trong Nga Free Fire. Đấy, anh em mà ủng hộ cho mình ấy thì ngoài việc xem kênh Riaki Minh thì anh em cũng có thể ghé qua Riaki Store, đây là bán rất nhiều các mẫu tai nghe phụ kiện điện thoại dành cho các game thủ Free Fire, Liên Quân, PUBG hay là các tựa game khác trên di động. Khi mua tai nghe tặng ngay một con mini Lego ngẫu nhiên số lượng có hạn. Bên cạnh đó thì khi mua một quả tản nhiệt bất kỳ, anh em sẽ cho tặng ngay một bộ bao tay memo kéo tâm vuốt đầu hết nước chấm luôn. Ok, vào game ngay, test ngay, đó là cái bộ đồ chiến binh rùa rùa. Đấy, chiến binh rùa xanh. Đấy, sai, hình như là cái bộ chiến binh rùa xanh này nó ra là để đeo cái ba lô này nhìn rất hợp anh em ạ. Và đúng hợp luôn, chuẩn con rùa luôn. Đấy, chiến binh rùa xanh. Hai em thấy chiến binh rùa xanh trông được nó không? Hôm nay team mình team địch đang hòa tỷ số 1 đều. Tôi đã bắt đầu được 6 ván thắng liên tiếp từ chiến xếp hạng đấy. Đấy, mùa này nói với anh em rồi, mùa này quyết tâm là lên huyền thoại từ chiến xếp hạng.
Đấy, còn chạy bo thì chưa biết được, chạy bo thì cũng phải chờ xem như nào đã. Tại vì lâu lâu rồi tôi cũng chưa chơi chạy bo quá nhiều rồi. Và tôi cứ thích cái gì mà vào là bem luôn, vào là gọi là bắn nhau chơi luôn. Đấy anh em ạ, và vào là chơi tàn nhau luôn. Đấy, thế nó mới sướng. Ôi xôi, làm sao nấp ở đấy này, nấp ở đấy cho bay cái đầu bây giờ. Nấp đấy cho bay cái đầu bây giờ, một thằng rồi bắn nhau căng đét một khe lẹt. Ôi xôi, đứng đây cao vơ đồng đội tuyệt vời luôn. Một cháu nữa gánh team 2K3. Gánh team ở 2K13, nó phải 2K3 anh em ạ. 2K13 năm nay bao nhiêu tuổi? 2K13 năm nay 9 tuổi. Và một cháu 9 tuổi đấu với một ông chú 33 tuổi và cái kết. Đấy, ui rồi đứng trong nhà xin nhẹ đầu nhá. Ui rồi su lùn. Đấy, su lùn xin nhẹ su lùn cái đầu. Tầm này nhặt cái huyền thoại vuốt tâm kéo đầu. Nó phải gọi là dễ, nó phải gọi là easy như một trò đùa anh em ạ. Vào xoài sáp giỉng các kiểu, đấm vào bom keo bom kiểng các kiểu, nấm niểng ấy, lựu đạn lựu điếc. Xôi được nó anh em, quá chuẩn luôn, quá chuẩn luôn. Và chết, team mình có ông tên là chết lẹ đi, xong có ông tên là Gaina Fake ạ. Vãi, nhìn tên không có tí uy tín nào. Đấy, nhìn tên team mình trông không có tí uy tín nào, sợ thật đấy. À, chơi đồng đội gặp đi, nói chung ấy, chơi game mẹ mà gặp đồng đội mà đặt tên không nghiêm túc ấy, rất là sợ. À đấy, từ nãy giờ là mình cũng quên không review bộ đồ nhỉ. Bộ đồ này thì cái mũ là kiểu mũ úp, mũ tay bèo. Đấy, tiếp theo là một cái áo di lê, bên trong sẽ có một cái áo trông khá ướt át. Tôi cũng chả hiểu cái bộ này ông Nga nào mà lấy ý tưởng từ đâu. Đấy, giống mấy ông hay đi thám hiểm ấy anh em, hay đi thám hiểm rừng rậm ấy. Ui số ơi, 111 đam, nổ quá đau. Nổ quá đau cho đội bắn cao. À, thằng này bắn tôi anh em ạ, thằng này bắn tôi. Thằng này nó bắn tôi xin nhẹ nó cái đầu. Lại gánh team 2K13. Lại thêm một thằng nữa, lại thêm một thằng nữa. Ui dồi, hết thuật. À, lại phải làm hai cái hết thuật anh em ạ, hết thuật luôn. Đấy, rồi ok, khu dân cư. Map này thì địch đỡ tôi thế nào. Đấy, xin địch cái tuổi luôn, liệu khói các kiểu. Rồi anh em thấy trông lực không? Quá lực luôn, trông như mấy ông mà đi rừng ấy. Bộ này giống kiểu mấy ông đi rừng. Đấy, đúng kiểu mấy ông kiểu nhà thám hiểm gọi là anh em xem mấy cái phim kiểu phim Tomb Raider không? Đấy, nhà thám hiểm, đúng kiểu nhà thám hiểm luôn, chất lừ lựa ạ. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha. Đấy, sau anh em xem chùa hơi nhiều. Đấy, đúng không, game anh em xem chùa nhiều, người ta lại bảo game chúng ta là game lửa, xem chùa chết. Đấy, ok, không có thằng nào ở đây nhở. Chợ này, ôi, và team mình làm ăn gọn nhẹ thế. Và tốt lại thêm một thằng nữa rồi. Và team mình bắn hay thế nhở. Thế nên là mình làm gì còn đất diễn này anh em. Mình không có đất diễn. Ôi dồi ôi, móc lốp. Ôi dồi ôi, móc lốp. Rồi, tôi đã nhìn thấy nó ở căn nhà đối diện. Nó ở căn nhà đối diện. Nó sẽ phải chết. Tôi địch còn mỗi một cháu ạ. Và game là dễ. Địch còn mỗi một cháu. Ôi dồi, đây có một cháu ở ban công kia. Đó, tôi vừa nhìn thấy nó xong. Ai, tôi sẽ ném nó quả lựu khói để cho nó bị cay mắt. Đấy, cay mắt chưa? Đấy, cay mắt chưa? Sợ chưa? Nhảy xuống đây. Úi giời, nhảy xuống cái ăn quả hết thuật. Từ team mình chết luôn ạ. Ảo thật đấy, team mình bắn hay thật sự anh em ơi. Và team mình bắn quá hay luôn. Đấy, chơi trận nào như trận này thì chả mấy mà lại huyền thoại. Đấy, chả mấy mẹ lên rank huyền thoại. Game nó lại là dễ anh em. Game nó lại gọi là easy. Úi giời, mình còn làm MVP ứng hại thế nhở. Mình lại còn làm MVP nữa. Ôi, sát thương đúng 2017 kìa. Ok, ở bên server nước ngoài thì anh chàng Mark Bù FF. Đấy, Mark Brơ. Đấy, thì đã có hé lộ về Mark Tuyết sắp ra mắt trong Gana Free Fire. Đấy, sảnh chờ Tuyết. Ở trong này có một hình một con chim cánh cụt siêu to khổng lồ. Đấy, thì một số bạn có kỳ vọng đấy, một số bạn có hy vọng rằng là bên Gana Free Fire sẽ sớm có một map tuyết. Đấy, sẽ sớm có một map tuyết giống như là hồi 2018. Hồi 2018 thì chúng ta có nguyên một cái đảo quân sự tuyết rất là đẹp luôn, rất là đẹp, bắn nhau rất sướng. Kiểu như là cái map nó màu trắng đen, nó thay đổi hoàn toàn cái lối chơi của chúng ta. Đấy, tuy nhiên thì như mình đã có từng hé lộ trong phiên bản thử nghiệm OB37 cái đây đúng một tháng. Đấy, cái đây tròn một tháng là mình test OB37. Đấy, thì lúc đó thì mình đã có hé lộ cho anh em về cái map tuyết chính thức, nhưng rất tiếc thì nó không phải là map chạy bo. Nó không phải là map chạy bo mà nó sẽ chỉ
là map đối kháng thôi. Đấy, map đối kháng băng tuyết nha anh em nhá. Map đối kháng tuyết, đây, tôi cho anh em xem. Đây chính là cái map đối kháng tuyết. Và cái map này ấy, thì nó bé bé thôi. Và cũng sẽ có một số những cái bố trí lại về địa hình. Đấy, địa hình nó cũng sẽ khác với cái map đối kháng hiện tại. Thì theo một số thông tin mình được biết ấy, thì có thể là bên Ghana Free Fire họ sẽ đưa cái map này vào trong chế độ đấu rank. Đấy, tôi nghĩ cái map này có khả năng là sẽ vào trong đấu rank. Đấy, sẽ có đấu rank đối kháng sẽ quay trở lại. Nhưng mà chưa biết tại sao bên Ghana chưa cho quay lại. Có thể là họ sẽ chờ để chúng ta đổi qua cái map tuyết này để chúng ta có cái đối kháng xếp hạng thì nó sẽ thú vị hơn. Đấy, thì đó là cái map tuyết thôi. Đấy, map tuyết là map này chứ không phải là map to nha anh em nhá. Hơi buồn một tí. Nhưng mà thôi, có sao chơi vậy, đòi hỏi gì nữa. Đấy, đòi hỏi gì nữa anh em. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại bình một like, một subscribe đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.